Nhìn ngôi mộ Ngập cũng thật là xót xa. Quá đau lòng các bạn ạ. Rất nhiều những vạn gạch đã bị ngập nước. Hậu quả là sẽ hư hại hết, số gạch còn sẽ hư hại hết sau cơn bão này. Nhìn quá ảm đạm. Và sau cơn bão, cuộc sống của người nông dân lại vô vàn gặp nhiều khó khăn ấy. Suối đến vụ thu hoạch rất nhiều những buồng non. Sau cơn bão này thì đã vứt đi hết. Vâng, trước mặt các bạn là một khu trang trại của bà con nông dân. Hiện tại đã bị nước bao phủ và hòn gần như theo thống kê là thiệt hại hết. Đó là hậu quả của cơn bão, đã làm cho bà con mất sạch hết tài sản. Và đây là một trang trại của bà con nông dân nuôi dưỡng lên đồng. Sau cơn bão, hiện tại trang trại đã ngập nửa thân nhà. Bây giờ sau cơn bão đi, trang trại, vì trang trại bị chết đi. Nếu sẽ chết này không được xử lý sẽ ô nhiễm môi trường và gây ảnh hưởng đến nguồn nước cũng như là nguồn không khí.
Vâng, các bạn, kia là trạm biến thế điện. Nước đã ngập lên gần đến trạm biến thế. Nếu mà nó ngập thêm tí nữa thì chắc chắn là sẽ nguy hiểm, bởi vì điện sẽ truyền qua nước gây ảnh hưởng cho những người dân xung quanh kia. Các bạn biết được hậu quả của thiên nhiên nó khủng khiếp như nào không ạ? Lại một trang trại giữa cánh đồng bị ngập. Các bạn nhìn xa xa kìa, nước đã ngập sát mái tôn. Xung quanh đây, xung quanh là biển nước mênh mông nước. Trang trại nước đã ngập sát mái tôn, sát mái bà rô. Thiệt hại rất là lớn. Các bạn có nhìn thấy gì không ạ? Đây là những con dòng vòng xoáy nước. Nếu chúng ta không may rơi vào đây thì chắc chắn là sẽ rất nguy hiểm cho tính mạng. Vòng xoáy rất lớn, đó, xa xa đó, các bạn thấy chưa? Thấy chưa? Đây là những con chim đang xà sát mặt nước để kiếm ăn ạ, để kiếm những bắt được con cá. Đấy, những xoáy nước rất là nguy hiểm các bạn ạ. Nếu như không may chúng ta trượt chân vào đây thì chắc chắn là chúng ta sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng của chúng ta. Đó, xà. Đây là những con chim, đấy, đang bắt mồi. Cô bắn cá hả cô ơi? Đang bắn cá. Hôm nay mà lụt áp quá cơ nhỉ? Quá cơ. Từ cái này lại mất cái kia cơ nhỉ? Nó nhà cô thì hại gì không? Cá cá đây mất hết, không cần gì. Mất ao cá luôn. Mất luôn cá ao cá. Thế thì đây bắt mấy con đến đây. Trời này hết chưa để tạnh mưa được cô ạ. Đang bắt đầu mưa rồi đấy. Đang bắt đầu mưa đấy. Nước khi có xu hướng dâng cao nữa cô ạ. Nước bây giờ vẫn lên mà đang tràn cái chỗ này trên lạch đây. Góc cây đa kia. Góc cây đa kia là đang tràn. Đang lên đang tràn. Cô này thiệt hại lớn hết kìa. Đang tràn vào đồng. Mất tầm mấy trăm này chứ biết đâu. Một ao cá này chưa bắt được, mới hôm qua bắt được mấy con đấy, sống được. Mất hết không? Đây là người ta đổ bê tông hết thì có cắt luôn. Bốn cái đây cũng cho bạn qua. Các bạn đang chạy ra chạy. Chạy thế gì nhỉ? Chạy qua người công ty người ta cũng thiệt hại về tài sản cho bà con, nhưng đổi lại cũng mang cho bà con rất nhiều những tài sản, rất nhiều những con thuyền của ngư dân đánh cá đây.
kìa, xa xe kìa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Băng luôn. Nặng hơn quan trọng. Có chán không anh? Chính đường Nam vào cái chỗ mà nó đang đang ung cục chảy ấy, cái thằng này cũng đấy. Chặt tạm thôi, rồi xuống lên sau thôi. Em phải lên, ta để hơi nó dài nữa. Ơ, ngủ mấy ngày mới lên. Ngủ với lúc cổng mông lên thôi. Đây chèn đúng không nhỉ? Đây chèn đúng không? Thank you.
mất vào này, mất vào này tao đéo đặng làm thương. Bây giờ mất rồi, mất cái thang nào. Chẳng lực lên nhỏ không biết. Tại nhà mình cần lo ăn ra chứ nên chạy đi. Không mày cổng quay. Mày cổng quay chỉ gấp đi. Cái này quẹt.
Nhìn ngôi mộ ngập cũng thật là xót xa. Thank you.
Thank you.
trưởng em chỗ. Em không ai mà đến châu em tìm thấy không thấy, cho nên chị đi châu em. Em hỏi chị châu em đứng. Vâng, quay ra xem em làm tiếp được chị ạ.
Thank you.
Thank you.